Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, vừa qua, phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tiếp nhận bệnh nhân Điểu Hùng, 43 tuổi, từ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ông Điểu Hùng, dân tộc Sư Tiên, hiện đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư gan trong tình trạng hết sức nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là vợ chồng ông Điểu Hùng, dân tộc Sư Tiên và sống trong hoàn cảnh khó khăn, ông Điểu Hùng đã đến phòng khám với mong muốn được chữa bệnh miễn phí. Khi mà tình trạng sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, ông Điểu Hùng nhập viện với bụng phình to, đi lại khó khăn, cơ thể đau nhức và tình trạng ăn uống không ổn định. Bệnh nhân và người chăm sóc là bà Thị Anh đều bày tỏ sự lo lắng và mệt mỏi trước sự tàn phá của căn bệnh ung thư. Gia đình ông Điểu Hùng hiện đang trong tình trạng tài chính cạn kiệt do bệnh tật kéo dài. Cả hai vợ chồng đều làm thuê làm mướn để kiếm sống qua ngày. Nhưng giờ đây, căn bệnh ung thư đã trở thành gánh nặng nặng nề, khiến cho kinh tế gia đình ngày càng thêm khó khăn. Những khó khăn về tài chính càng khiến họ phải đối mặt với thêm nhiều thử thách trong việc hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe. Nhận thấy hoàn cảnh của ông Điểu Hùng, phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã nhanh chóng tiếp nhận và sắp xếp để ông Điểu Hùng có thể được chăm sóc y tế tốt nhất. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám đang nỗ lực hết sức để giúp đỡ ông Điểu Hùng và gia đình với hy vọng mang lại những điều thiện tốt nhất cho quá trình hỗ trợ điều trị ung thư và phục hồi của bệnh nhân. Câu chuyện của ông Điểu Hùng không chỉ là một trường hợp cá biệt mà còn là phản ánh thực trạng khó khăn của nhiều gia đình ở vùng sâu vùng xa khi phải đối mặt với bệnh tật, nhất là căn bệnh ung thư. Phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bệnh nhân khó khăn, nỗ lực hết mình để mang đến những hỗ trợ cần thiết giúp họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, ông Điểu Hùng và những người có hoàn cảnh tương tự sẽ sớm vượt qua được khó khăn, tìm lại được sức khỏe và cuộc sống bình thường. Xin trân trọng. Xin anh cho biết là anh họ tên gì với từ đâu đến? Mình tên là Điểu Hùng, từ Bình Phước. Xin anh cho biết cái triệu chứng bệnh của anh đầu tiên như thế nào? Thì bệnh ở đâu vậy, nó tư vấn thì thế nào? Trước trị uống thuốc bên nhiệt đới, khám đó là nói là sơ gan F4 rồi siêu thận. Cái triệu chứng ban đầu của anh là như thế nào rồi sau đó anh mới đi? Tại vì nó mệt, người nó ngứa, đau xương phải. Về lên bệnh viện nhiệt đới á, trên đó anh ta tư vấn mình tiện sao vậy? Thì cho cứ cách tháng là lấy thuốc, tháng là lấy thuốc. Được bao lâu? Được từ tháng 4 đến tháng 8. Rồi sao vợ chồng anh biết ở đây mà? Tại vì có người bạn mà chỉ địa chỉ á. Ngày hôm qua nay vô thấy có thầy Thanh tư vấn mình trị bệnh như vậy á, thì thấy giữ tác độ được không? Được. Anh có thể kể thêm về cái hoàn cảnh gia đình của anh? Hoàn cảnh gia đình cũng nghèo khó rồi. Hiện tại có mấy đứa con, người ruộng vườn như thế nào không? Ba đứa con mà ruộng vườn thì ít
thì chủ yếu đi bốc giác thì còn khỏe thì đi bốc củi cao su thôi. Anh có người dân tộc gì không? Dân tộc Sơ Tiên, đi bốc giác ngày 200 mấy, có khi 100 mấy cũng có. Anh có thể cho biết cái bệnh của mình có thể xuất phát từ đâu, có bị sao bị bệnh không, có thể biết không? Chắc bị viêm gan B đó. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con, phòng khám cho con.
không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Vẫn nhớ đến tình mẹ.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.